Rock and Roll, một phong cách nhạc rock thời thập niên 60. Có nhiều cách đánh Rock and Roll. Trước tiên bạn tập cái riff đơn giản nhất. Bạn đếm 1 và 2 và 3 và 4. Có thứ nhất 1 3. Có thứ hai 2 và thứ ba 3 và phát thứ tư 4 và chúng ta ghép 4 phát lại. Chúng ta cũng đếm 1 và 2 và 3 và 4. 1 và 2 và phát thứ 3. Phát thứ 3 và phát thứ 4 nó hơi khác tí. Phát thứ 3, 3 và 3 và là kích và hơi hét. Phát thứ 4, 4 và kích và hai hết, ta lắp 4 phát lại một cái clip khác của Rock and Roll. Như vậy thì chúng ta có thể trộn clip đầu tiên và clip này lại để cho Rock and Roll nó phong phú hơn. Chúc các bạn thực hành tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.